chào tất cả các bạn. Hôm nay Amigo Guitar Shop xin giới thiệu với các bạn một mẫu đàn custom theo yêu cầu của khách hàng, rất là đẹp, rất là chất lượng ha. Thì cây này mình chỉ mới làm ra được có 3 cây mà thôi, nhưng cây này mình sẽ để ở đây để thường xuyên đánh, giới thiệu cho bạn. Còn 2 cây khác thì mình sẽ bán cho bạn nào yêu thích nhé. Thì các bạn có thể xem sơ qua nó như thế này và lưng và hông của nó thì làm bằng gỗ qua cồn, loại đặc biệt ha. Cái cây của mình do cái ánh sáng nó chiếu như thế này nên các bạn thấy nó không có bắt mắt lắm ha. Nếu các bạn nhìn trực tiếp bên ngoài nó còn đẹp hơn nữa ha, nó cái hoa văn nó nhiều hoa văn đẹp hơn ha. Các bạn có thể xem tại cái link mô tả của video này hoặc là trong comment đầu tiên để xem những cái hình ảnh chụp cận cảnh của những cái cây khi mình bán, có hoa văn nó còn đẹp hơn nữa. Thì cần là mahogany chuẩn ha. Ebony fretboard ha. Lược và ngựa là cái này ebony ha. Ngựa ngay chỗ này thì nó là xương bò cao cấp. Rồi đặc biệt ở đây là mình cẩn xà cừ ha, ốc xà cừ là loại tốt nha các bạn. Các bạn thấy có rosette ha, xung quanh. Đây, xung quanh mình cẩn ở đây. Rồi cái viền chỉ xung quanh của cái mặt, đặc biệt là cái fretboard, các bạn có thể thấy được rằng là được cẩn rất chi tiết với hoa văn rất là đẹp. Còn khóa là khóa gold, để trong gold, một cái khóa cũng rất là cao cấp. Cái logo cũng là cẩn là bằng ốc xà cừ nha các bạn. Thì nguyên cái cây này giá nó chỉ có 7 triệu mấy mà thôi ha. Các bạn có thể liên hệ bên mình sẽ báo giá chi tiết, tặng kèm rất là nhiều phụ kiện ha. Nào là chân đế đàn cao cấp nè, bằng gỗ nè, rồi bao đàn cao cấp nè ha, rồi pick nè ha. Thêm một cái vật để lau chùi dây nữa ha. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua để các bạn nghe sơ về âm thanh nữa nha. Mình đánh thử mỹ trưởng ha. Rất là ấm, vang ha. La trưởng. Rê trưởng ha. Cái mặt spoke ha các bạn. Thì mình rất thích cái mặt này ha. Mà cái âm thanh nó là coi như gần như truyền thống, rất nhiều cái đàn tốt đều làm cái mặt toàn bộ này là solid hết ha, bộ nguyên miếng hết nha các bạn. Accent rất là nhẹ ha, rất là nhẹ các bạn. Rồi mình thì đánh cái dây trên đi trầm, nghe cũng rất là rõ ha. Thank you.
solo hay là bàn quạt, âm thanh nó cũng rất là ấm và vang ha. Thì cái đàn này là cái hiện tại là dòng cao cấp nhất của Amigo Guitar Shop rồi. Nếu các bạn nào có cần hãy liên hệ với mình, cam kết rằng là chất lượng cái đàn được test và mọi thứ rất là ok cho các bạn trong tầm giá nhé. Và hãy nhớ like, share, comment bất cứ câu hỏi của bạn thắc mắc, mình sẽ cố gắng giải đáp trong cái khả năng hiểu biết của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.